Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cắt váy công chúa. Mình sẽ giới thiệu với các bạn công thức dễ nhất để cho các bạn chưa học may thì các bạn cứ xem là các bạn sẽ cắt được. Trong ngành may thì có rất là nhiều cách và nhiều công thức. Mình đã chọn lọc cái công thức dễ nhất, dễ hiểu nhất để cho các bạn tự học tại nhà. Các bạn cũng cắt được cho bản thân và cho mọi người nhà. Và cái mẫu váy này thì cũng rất là thích hợp cho các bạn muốn cắt đồng phục gia đình, cặp đôi, mẹ con. Thì mời các bạn đón xem video sau, mình sẽ giới thiệu công thức cắt váy công chúa của trẻ em. Mời các bạn đón xem nhé. Và bây giờ các bạn yêu thích cắt may thì hãy vào thực hành cùng mình nhé. Để chuẩn bị cắt mẫu váy như thế này, các bạn cần chuẩn bị 2 mét vải, khổ rộng 150. Và để bắt đầu thì các bạn sẽ gấp đôi vải và như thế này. Chúng ta sẽ cắt cái phần áo ở trên trước, còn phần váy chúng ta sẽ cắt sau các bạn nhé. Và tiếp theo các bạn kẻ một đường thẳng để lấy tâm điểm thẳng. Tiếp theo thì chúng ta kẻ dài áo. Dài áo thì tùy theo dài áo của các bạn, tức là các bạn hạ eo đến đâu thì tức là dài áo đến đó. Và để các bạn biết cách hạ eo đẹp nhất thì các bạn cứ đo từ đỉnh điểm vai của các bạn xuống đến bên cách bên trên rốn từ 9 đến 10 xăng là sẽ là cái điểm hạ eo đẹp nhất các bạn nhé. Và mẫu váy của mình là hạ eo 34 xăng cộng với 2 xăng phân may là 36 xăng. Tiếp theo thì chúng ta kẻ vai. Vai thì bằng công thức vai chia 2 cộng 0,5. Mẫu váy của mình là vai 37 chia 2 cộng 0,5 bằng 19 xăng. Tiếp theo các bạn vào cổ 11 xăng và xuống cổ 8 xăng. Và các bạn kẻ nối lại để chúng ta lượn đường cổ như thế này. Tiếp theo chúng ta kẻ xuôi vai. Xuôi vai thì bằng công thức 1 phần 10 của vai cộng với 0,5. Mẫu váy của mình là xuôi vai 4 xăng 2. Và các bạn kẻ nối lại như thế này là chúng ta được đường vai. Tiếp theo các bạn hạ nách. Hạ nách thì các bạn hạ từ, theo công thức thì các bạn hạ từ cái đường vai này xuống thì bằng 1 phần 4 vòng ngực. Hoặc là các bạn hạ theo kiểu 17, 18, 19 xăng thì các bạn hạ từ đầu điểm vai này nhé. Và mẫu váy của mình hạ theo kiểu 17 xăng và tương đương với ngực 84. Tiếp theo thì chúng ta kẻ vòng ngực thì bằng công thức 1 phần 4 vòng ngực cộng với 3 xăng. 3 xăng trong đó là có 1 xăng phân may rồi, các bạn cứ cắt theo đường phấn nhé. Và tiếp theo từ đầu điểm vai thì các bạn vào 2 xăng và các bạn kẻ thẳng song song xuống. Và từ đầu điểm vai các bạn kẻ thẳng xuống 2 phần 3 để chúng ta lượn vòng nách. Tiếp theo thì chúng ta kẻ vòng eo thì bằng công thức 1 phần 4 eo cộng với 1 xăng và cộng với 2 xăng ly. Ly thì chúng ta chỉ may 2 xăng là đẹp nhất các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta kẻ ly. Kẻ ly thì các bạn chia đôi cái đường này ra, các bạn trừ 1 xăng đường may đường bên này nhé. Và các bạn chia đôi hai cái điểm này ra. Và các bạn kẻ thẳng lên cách cái đường thân áo 2 xăng. Và khi nãy thì chúng ta cộng 2 ly để may xăng thì bây giờ chúng ta sẽ kẻ ly 2 xăng. Và như vậy là chúng ta đã vẽ xong thân trước của áo, bây giờ thì các bạn sẽ cắt nhé. Và các bạn sao cái ly sang mặt bên như bên này nhé. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong thân trước của áo, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cắt thân sau. Thân sau cắt thì rất là nhanh và dễ các bạn. Thân sau thì chúng ta sẽ mở khóa nên là chúng ta sẽ gấp 2 lần vải. Từ đầu mép vải thì các bạn vào 2 xăng để chúng ta may khóa. Tiếp theo thì các bạn lấy cái thân trước và đặt lên vải của thân sau. Và các bạn trải cho nó bằng phẳng. Tiếp theo thì từ đầu điểm vai các bạn lên 2 xăng. Và chúng ta sẽ kẻ vai. Vai thân sau thì các bạn kẻ bằng vai thân trước. Và các bạn vào cổ thân sau thì cũng bằng vào cổ thân trước. Và tiếp theo các bạn xuống cổ 20 xăng. Và chúng ta sẽ kẻ vòng vào một xăng như thế này để cho nó có hình trái tim. Tiếp
Theo thì chúng ta sẽ kẻ xuôi vai sau. Xuôi vai sau thì các bạn giảm đi 1 xăng so với xuôi vai trước nhé. Và các bạn kẻ nối vào đường cổ như thế này chúng ta sẽ được đường vai sau. Tiếp theo các bạn đánh dấu góc nách của thân trước xuống vải của thân sau. Tiếp theo các bạn kẻ vòng ngực của thân sau thì chúng ta cũng kẻ bằng vòng ngực của thân trước các bạn nhé. Tiếp theo từ đầu điểm vai các bạn kẻ thẳng xuống đường góc nách mà chúng ta đánh dấu. Và từ đầu điểm vai các bạn vào 2 xăng và kẻ xuống 2/3 để chúng ta lượn vòng nách. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong thân sau, các bạn trải cái thân trước ra như thế này và chúng ta sẽ cắt. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong thân sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ kẻ ly thân sau. Kẻ ly thân sau này các bạn cũng chia đôi ra. Và các bạn kẻ lên đến cái đường thân áo các bạn nhé. Và chúng ta cũng kẻ ly 2 xăng. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong thân trước và thân sau của áo. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến tay áo. Cắt ống tay thì các bạn gấp 4 lần vải như thế này, có nghĩa là chúng ta cắt một lần là sẽ xong hai ống tay luôn. Tiếp theo thì các bạn đo dài tay áo theo số đo của các bạn. Ngang tay áo thì bằng hạ nách, nếu như các bạn hạ nách theo kiểu 1/4 vòng ngực, còn nếu như các bạn hạ nách theo kiểu 17, 18, 19 xăng thì các bạn bằng hạ nách cộng với 2 xăng và các bạn xuống 12 xăng. Tiếp theo các bạn chia đôi cái điểm 12 xăng này ra. Và từ đầu mép vải các bạn vào 5 xăng và các bạn kẻ nối lên như thế này. Và các bạn lượn như thế này. Cái vòng lượn ra là 1 xăng các bạn nhé. Và kiểu tay áo này thì chúng ta sẽ may tay phồng nên là các bạn lượn từ ở cái điểm giữa này lên 2 xăng như thế này các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kẻ cái vòng ống tay thì tùy theo cái vòng ống tay số đo của các bạn. Và bình thường nếu như cái vải này nó không bồ đê thì ở phần này chúng ta sẽ cắt phát lên phân rưỡi. Nhưng cái vải của mình nó bồ đê thì mình sẽ cắt bù lên cái phần trên như thế này các bạn nhé. Và sau khi cắt xong rồi thì các bạn trải ra và các bạn sẽ cắt bỏ cái phần này đi như thế này, lên đến một nửa ống tay như thế này. Và cái phần cắt này là 1 phân các bạn nhé. Và các bạn đánh dấu lại, khi may thì các bạn sẽ cho cái phần đánh dấu này ra cái phía đằng trước áo các bạn nhé. Chúng ta cắt như vậy thì mặc nó mới đẹp. Và phần ống tay thì các bạn máy chun vào như thế này nhé. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong phần ống tay, bây giờ chúng ta sẽ cắt đến phần váy. Phần váy thì cắt rất là dễ và nhanh các bạn ạ. Các bạn sẽ gấp đôi vải và như thế này chúng ta sẽ cắt phần váy của thân trước. Tiếp theo thì chúng ta đo chiều dài của váy. Chiều dài của váy thì các bạn tính tổng cả váy lên và các bạn trừ đi phần áo rồi còn lại thì chúng ta sẽ cắt váy. Và các bạn lấy thân trước của áo và các bạn trải như thế này. Và từ cái đầu mép vải này các bạn sẽ ra 22 xăng để khi máy chúng ta sẽ zoom lại cho váy nó có độ xòe. Và từ cái đầu cái điểm 22 xăng này thì các bạn phải trải làm sao để thừa ra từ 7 đến 8 xăng để chúng ta kẻ chéo xuống. Có nghĩa là bên dưới thì chúng ta sẽ kẻ nó rộng hơn cái bên trên này để cho váy nó có độ xòe đẹp các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong váy của thân trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt. Và khi máy thì các bạn zoom lại nó như thế này và các bạn sẽ máy nối nó vào thân trước. Nói chung là các bạn đã cắt được thì máy sẽ chắc chắn là sẽ máy được. Máy thì rất là dễ các bạn ạ.
Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cắt váy của thân sau. Thân sau thì chúng ta mở khóa nên các bạn trải hai lần vải như thế này. Và từ đầu mép vải thì các bạn vào 2 xăng để chúng ta chừa đường may khóa. Tiếp theo thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần lấy váy của thân trước và các bạn đặt lên thân sau như thế này, và các bạn cắt theo váy của thân trước. Cái mép vải của thân trước thì các bạn đặt song song với cái đường kẻ phấn. Và chúng ta chỉ việc cắt theo cái váy của thân trước như thế này. Và từ đầu mép vải này các bạn xuống 2 xăng và các bạn kẻ chéo lên như thế này. Và các bạn cắt bỏ cái phần này đi. Theo để các bạn cắt cái vải để làm nơ thì các bạn cắt dài 26 cm và chiều rộng là 22 cm, và các bạn gấp lại như thế này là chúng ta sẽ được cái nơ. Và các bạn đo vào như thế này và các bạn cắt vát hình theo cái cổ như thế này các bạn nhé. Và sau khi làm cái nơ xong thì các bạn sẽ ghép vào cái cổ trước, sau đó các bạn mới may ghép thân vào, và khoảng cách này là 7 cách 7 cm các bạn nhé. Và tiếp theo là các bạn sẽ may cái phần ống tay. Để may được đẹp và chuẩn hơn thì các bạn để 2 cái đường may, tức là cái đường may của cái tay áo nó lệch về cách với cái đường may của thân về đằng trước là 1 cm các bạn nhé. Và các bạn cho cái đường mà chúng ta cắt vát đi, chúng ta đánh dấu đó là về cái đường phía đằng thân trước của áo các bạn nhé. Và một điều may cũng rất là quan trọng mình muốn chia sẻ hết với các bạn để các bạn may được đẹp, là khi may thì bao giờ cái ống tay các bạn cũng đặt xuống dưới cái phần của thân áo các bạn nhé. Các bạn không bao giờ được đặt cái phần ống tay lên trên thì các bạn may nó sẽ không bao giờ được đẹp các bạn nhé. Và khi may thì cái phần váy thì các bạn cũng đặt ở thân dưới của cái áo, các bạn không được đặt ở bên trên thì nó sẽ không đẹp các bạn nhé. Và phần chia sẻ cách cắt váy công chúa của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.